Năm 2020, năm Canh Tý, cả thế giới chao đảo và thậm chí nhiều đế chế đã sụp đổ vì đại dịch Covid-19. Và thể thao toàn cầu cũng phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Một loạt các giải đấu đã bị hoãn hoặc đã và sắp bị hủy. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia chịu ảnh hưởng nhẹ nhất của thế giới. Và thậm chí, nhiều cầu thủ Việt Nam còn có được những bước tiến đáng kể trong năm 2020, mà Công Phượng là một trong những điển hình, từ sự nghiệp đến cuộc sống cá nhân. Hãy cùng nhau nhìn lại một năm trưởng thành vượt bậc cả trên sân cỏ lẫn trong gia đình của Công Phượng. Cầu thủ Việt Nam đầu tiên được định giá triệu đô, người có lễ cưới đình đám nhất không chỉ trong giới cầu thủ Việt Nam mà còn cả trong làng showbiz Việt. Và nhất là Công Phượng đang chuẩn bị làm cha. Mới đây, SportAsia đã làm cuộc bình chọn cầu thủ châu Á được yêu thích nhất và Công Phượng đã lọt vào top 5, chỉ đứng sau những siêu sao như Song Hyo-min của Hàn Quốc, Minamino của Nhật Bản, Won Lee của Trung Quốc và Hoàng Sun-chan của Hàn Quốc. Đương nhiên, tiền đạo xứ Nghệ vượt qua tất cả những tên tuổi đình đám nhất của làng bóng đá Việt Nam trong danh sách này, bởi Quang Hải chỉ đứng ở vị trí thứ 60, còn Văn Lâm nằm ở số thứ tự thứ 78 trong top 100. Ở Việt Nam, Công Phượng cũng là cái tên nóng bỏng nhất, chiếm sóng nhiều nhất trên truyền thông, cả báo chí truyền thống lẫn trên mạng xã hội, đặc biệt là phong độ tuyệt vời trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lẫn đám cưới cổ tích được tổ chức tại ba nơi. Với rất nhiều người, Công Phượng sang Bỉ thi đấu cho Saint Jordan là một thất bại, nhưng giới chuyên môn thì không nghĩ vậy. Huấn luyện viên Steve Darby, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nhận định về Công Phượng và Văn Hậu: "Tôi không nghĩ Công Phượng và Văn Hậu đã thất bại. Họ đã cố gắng hết sức nhưng không được ký hợp đồng dài hạn. Họ sẽ trở thành những cầu thủ mạnh mẽ hơn, tinh thần cứng rắn hơn và họ nên quay trở lại thử sức một lần nữa." Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chia sẻ, cũng như trường hợp của Văn Hậu, Công Phượng đã ra nước ngoài thi đấu nhưng không được ra sân nhiều. "Tôi không cho rằng đó là một thất bại và chúng ta không nên suy nghĩ khắt khe về việc một cầu thủ có được ra sân thi đấu hay không. Nên nhớ, trong khoảng thời gian ở nước ngoài, các cầu thủ như Công Phượng có thể học hỏi được rất nhiều và tích lũy được cực kỳ nhiều thông tin và kiến thức. Điều quan trọng là mỗi cầu thủ, những nhà quản lý sẽ nhìn thấy chúng ta còn thiếu những yếu tố gì cho lần xuất ngoại sau này. Mặt khác, Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh và nhiều cầu thủ trước đây ra nước ngoài thi đấu, họ sẽ bắc cây cầu để lứa cầu thủ đàn em thực hiện được giấc mơ ấy." Nhưng những ngày tháng dự bị trên đất Hàn Quốc và Bỉ cũng không phải là vô ích với Công Phượng, thậm chí là có những tác động tích cực đến tâm lý, phong cách chơi bóng và nhất là một phần chúng ta không nhìn thấy trên sân cỏ, đó là kiến thức, là sự trải nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Dù không được ra sân thi đấu, hay nói một cách văn hoa hơn là ít được ra sân, Công Phượng vẫn hàng ngày học hỏi được rất nhiều điều, hoàn thiện được khả năng chơi bóng của mình. Trước đây, Công Phượng rất ham cầm bóng đột phá và những tình huống ấy, các đồng đội dễ bị lỡ nhịp. Bản thân chàng tiền đạo xứ Nghệ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi hậu vệ đối phương hợp sức để hóa giải. Tuy nhiên, khi trở về từ Bỉ, Công Phượng đã được khen từ huấn luyện viên Trung Ha Song. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng nhận xét, so với thời ở Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng chơi ít chạm hơn, hợp lý hơn, phối hợp hiệu quả hơn hẳn. Và đó là sự tiến bộ mà tôi có thể nhìn thấy ngay ở buổi tập đầu tiên của cậu ấy với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thành công trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến với Công Phượng không hề dễ dàng như thế. Bởi trở lại Việt Nam trong một bản hợp đồng được kỳ vọng rất nhiều, sức ép lên chàng trai xứ Nghệ cũng rất cao. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã họp khi đưa ra quyết định kiên nhẫn với Công Phượng và chỉ sử dụng tiền đạo này khi đã khôi phục được thể lực và phong độ. Huấn luyện viên Trung Ha Song giải thích: "Tôi biết Công Phượng gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý và thể lực. Tôi đã có lần đề nghị với các nhà báo hạn chế viết về Công Phượng để tránh tạo thêm sức ép cho cậu ấy. Tôi là người Hàn Quốc, không biết tiếng Việt mà cứ mở báo ra là thấy ảnh Công Phượng. Tôi biết người hâm mộ Việt Nam yêu mến Công Phượng, các nhà báo cũng ưu ái, nhưng như vậy thì không tốt cho cậu ấy chút nào. Thể lực của Công Phượng là một vấn đề lớn, nên tôi đã nói với cậu ấy rằng, khi nào con thấy ổn thì hãy ra sân thi đấu, còn nếu không thì cứ tập luyện để khôi phục lại phong độ. Tôi hiểu rằng, chưa đạt được thể trạng tốt nhất, Công Phượng sẽ không thể tỏa sáng như kỳ vọng của người hâm mộ. Và trong trường hợp đó, cậu ấy sẽ càng chịu thêm áp lực nặng nề hơn. Cuối cùng, Công Phượng đã trở lại đúng với đẳng cấp của mình và có một mùa giải đáng nhớ." Không chỉ đóng vai trò là một tiền đạo giỏi, một thỏi nam châm hút khán giả đến sân như kỳ vọng của ban lãnh đạo câu lạc bộ, Công Phượng còn làm được nhiều điều hơn thế. Cụ thể, chàng tiền đạo xứ Nghệ trở thành cầu thủ không thể thay thế và là hạt nhân chiến thuật quan trọng nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dưới triều đại của huấn luyện viên Trung Ha Song ở mùa giải 2020. Cụ thể, ở mùa giải 2020, Công Phượng chơi tổng cộng 19 trận cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh
ghi 10 bàn thắng trên mọi đấu trường và là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở AFC Cup với 3 lần sút tung lưới đối phương. Là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2020 với 6 bàn thắng. Không chỉ vậy, Công Phượng còn có 8 đường truyền thành bàn trên mọi đấu trường với 5 pha kiến tạo ở V-League, 1 pha kiến tạo ở Cúp Quốc gia và 2 lần ở AFC Cup. Những chỉ số cho thấy Công Phượng chơi rất toàn diện từ khả năng ghi bàn đến kỹ năng kiến tạo cho đồng đội lập công. Dù số lượng bàn thắng năm 2020 không bằng năm 2017 hay 2018, nhưng Công Phượng thực sự đã tịnh tiến đến điểm toàn diện trong vai trò của một người đá lùi mẫu mực. Thành công và giá trị của Công Phượng được thể hiện ở lời đề nghị mua lại hợp đồng của CP10 từ Hoài Gia Lai với giá 1 triệu đô la Mỹ, nhưng Bầu Đức đã lắc đầu. Ngay sau đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải bỏ ra khoản tiền cỡ khoảng 20 tỷ để chiêu mộ Lý Nguyên, người được kỳ vọng sẽ thay thế Công Phượng cả thành công trên sân cỏ lẫn sức hút từ các khán đài. Về mặt tài chính, không có cầu thủ nào tăng thu nhập nhanh như Công Phượng. Bầu Đức từng nói, ở Việt Nam, cầu thủ lương cao lắm thì là 35 đến 40 triệu một tháng. Công Phượng sang Saint Gilloden, thu nhập cao hơn đế gấp cả chục lần. Cho đến tận bây giờ, tiền lương mà Công Phượng nhận được ở Bỉ vẫn là cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với gần 500 triệu đồng một tháng. Sau khi trả tiền cho người đại diện, tiền đạo xứ Nghệ cũng nhận ngót nghét là 400 triệu đồng một tháng. Ngay cả khi trở về thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo bản hợp đồng cho mượn từ Saint Gilloden, thu nhập của Công Phượng cũng chẳng giảm đi là bao nhiêu. Và Bầu Đức đã hỗ trợ không nhận một đồng tiền nào từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi cho mượn đến hết cả mùa. Trên Transfermarkt, tháng 3 năm 2020, Công Phượng được định giá chuyển nhượng là 200.000 euro, tương đương 5,6 tỷ đồng cho một năm, cao nhất trong số tất cả những cầu thủ Việt Nam. Nhưng kết thúc V-League 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đánh tiếng mượn Công Phượng thêm một mùa, rồi chính thức hỏi mua Công Phượng với giá 1 triệu đô cho bản hợp đồng 3 năm, nhưng Bầu Đức không bán. Tính đến thời điểm đó, chàng tiền đạo xứ Nghệ đều đứng đầu ở rất nhiều các chỉ số trên thị trường chuyển nhượng và là cầu thủ Việt Nam được định giá triệu đô đầu tiên trước cả Văn Lâm. Quang Hải gặp vấn đề bên lề sân cỏ, thủ môn Bùi Tiến Dũng mất phong độ và ngồi ghế dự bị nhiều hơn đá chính. Công Phượng trở thành cái tên nóng bỏng nhất, được săn đón nhất trong mắt các nhãn hàng. Không chỉ nhận được nhiều lời mời quảng cáo làm đại diện thương hiệu, Công Phượng còn bảo đảm được mức thu nhập rất cao của mình, thậm chí là cao nhất trong giới cầu thủ và chỉ kém huấn luyện viên Park Hang-seo. Không chỉ thế, chàng tiền đạo xứ Nghệ còn kiếm không ít tiền từ những dự án đã đầu tư trước đó, từ dịch vụ bất động sản. Anh em bạn bè thân thiết không biết Công Phượng giàu cỡ nào, nhưng chỉ biết rằng nó rất giàu, rất nhiều tiền bởi có rất nhiều những nguồn thu. Một điểm nhấn quan trọng cho năm 2020, thậm chí là trong cuộc đời của Công Phượng, là đám cưới to nhất trong giới thể thao trong lịch sử, mà độ sang trọng và bảo mật của nó khiến cả những ngôi sao hạng A của showbiz Việt phải trầm trồ. Công Phượng lên xe hoa cùng cô dâu Viên Minh, ái nữ của giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 năm quen, 4 năm yêu, Công Phượng và Viên Minh đã tổ chức đám cưới ở 3 nơi: Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và Nghệ An. Nếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, lễ cưới thu hút được rất nhiều những quan chức quyền lực, những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở đa dạng các lĩnh vực, thì tiệc cưới ở Phú Quốc thu hút đầy đủ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam đương đại. Ở Nghệ An, gia đình cũng phải mượn nguyên cái sân vận động để tổ chức lễ cưới và khách đến dự cũng tính bằng đơn vị nghìn người. Các huấn luyện viên thường không khuyến khích các cầu thủ lấy vợ vì họ muốn các học trò tập trung hơn cho bóng đá. Nhưng huấn luyện viên Trung Ha Song thì khác. Ông thầy người Hàn bảo, Công Phượng lập gia đình, tôi thấy cậu ấy càng phát triển hơn về nghề nghiệp. Vợ sẽ quản lý cậu ấy thay đội bóng. Bản thân Công Phượng cũng có thêm động lực để phấn đấu và cũng trở thành một người đàn ông chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Tôi đang nghĩ thủ môn Bùi Tiến Dũng có lẽ cũng nên học tập đàn anh Công Phượng. Lập gia đình rồi, Bùi Tiến Dũng có thể sẽ thành công hơn trong sự nghiệp. Kết thúc năm 2020, theo yêu cầu của Bầu Đức, Công Phượng từ chối mọi lời chào mời để trở lại Hoài Gia Lai cùng với huấn luyện viên Kieti Sắc, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy để lấy lại vị thế cho đội bóng Phú Núi, phục vụ người hâm mộ khắp cả nước. Một điều tuyệt vời là vợ mới cưới Viên Minh cũng lên Pleiku cùng với Công Phượng. Có thể khẳng định, năm 2020 là một năm đầy thành tựu với Công Phượng cả trên sân cỏ lẫn cuộc sống ngoài đời. Và đó là sức bật cho thành công lớn hơn nữa trong năm 2021. Năm Hoài Gia Lai ngóng trông chức vô địch, Công Phượng cũng chờ đợi danh hiệu quả bóng vàng và chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng ra đời. Quả là một năm đáng chờ đợi với Công Phượng trong năm Tân Sửu này.